EVN là túi tham không đáy, 2 lần tăng giá điện vẫn báo lỗ 38.000 tỷ. Bài ca tăng giá điện lại tiếp tục đối với EVN và đối với người dân Việt Nam. Cuối năm 2022, EVN than lỗ, đề xuất tăng giá điện được toại nguyện. Năm 2023, EVN được tăng giá điện đến 2 lần, lần thứ nhất vào tháng 5 và lần thứ nhì vào tháng 11. Doanh nghiệp bán điện ở các nước khác phải cạnh tranh và chấp nhận luật chơi của cơ chế thị trường, lời ăn, lỗ chịu. Ở Việt Nam, một mình EVN độc quyền mua điện và độc quyền bán điện, vậy mà doanh nghiệp này vẫn kêu ca thua lỗ triền miên từ năm này sang năm khác. Bài ca muôn thuở của EVN than lỗ để đòi tăng giá điện và móc túi người dân cả nước. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lý do là vì an ninh năng lượng nên áp dụng chính sách độc quyền điện. Tuy nhiên, đây chỉ là lý do để che đậy cho việc chia chác miếng bánh béo bở của ngành điện, của nhóm lợi ích liên quan. Nhóm này rất lớn, từ chính phủ đến Bộ Công Thương và đến các lãnh đạo của EVN. Thực ra, thị trường hóa ngành điện mới đảm bảo an ninh năng lượng. Lúc đó, cả người dân và nhà nước đều có quyền lựa chọn nhà cung cấp điện. Nếu nhà cung cấp điện này không đáp ứng được yêu cầu, thì lại chọn nhà cung cấp khác, đảm bảo việc cung cấp điện không bị gián đoạn và giá cả không bị thổi lên. Nếu cố chấp giữ nguyên độc quyền cấp điện kiểu EVN, thì người sử dụng điện không có lựa chọn nào khác. Khi EVN không cung cấp đủ điện hoặc tăng giá vô tội vạ, thì người sử dụng buộc phải chấp nhận. Lúc đó, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, dẫn tới ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế, đời sống người dân thì khốn đốn. Trên thực tế, mùa hè năm 2023 đã xảy ra tình trạng thiếu điện trong cả nước. Vào tháng 11 năm 2023, công ty Intel đã phải hủy bỏ kế hoạch đầu tư mở rộng vào Việt Nam. Khoản đầu tư này vốn được kỳ vọng sẽ giúp Intel tăng gần gấp đôi năng lực sản xuất tại Việt Nam. Nguyên nhân được phía Intel đưa ra là nguồn cung cấp điện của Việt Nam không đảm bảo. Và câu hỏi mà dư luận đặt ra là củi gộc EVN Dương Quang Thành sao vẫn nhởn nhơ như thế, thưa ông Tổng? Những người từng có cơ hội vừa sống ở Việt Nam vừa sống ở nước ngoài thì có thể so sánh. Ngay trong khu vực Đông Nam Á, ở những nước không phát triển quá xa so với Việt Nam thì cũng không có hiện tượng cúp điện nhiều như ở Việt Nam. Lấy ví dụ như tại Thái Lan, hiện tượng cắt điện là rất hiếm, một năm chỉ chừng một vài lần, mỗi lần chỉ vài phút vì sự cố chứ không phải vì thiếu nguồn cung. Trong khi đó, người dân tại Việt Nam rất khốn khổ vì điện. EVN cúp tùy hứng, có khi cúp điện hàng giờ và đôi khi cúp điện nhiều ngày liên tục. Ngay cả khu vực thành phố lớn cũng không ngoại lệ. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài muốn có điện liên tục để phục vụ sản xuất kinh doanh thì phải đầu tư thêm hệ thống phát điện dự phòng cực kỳ tốn kém, bởi nếu chỉ phụ thuộc vào nguồn điện của EVN thì khi EVN cúp điện bất thường, hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Ở các nước thị trường hàng hóa điện, cả người dân và doanh nghiệp đều có quyền từ bỏ mua điện, loại bỏ nhà cung cấp tồi. Thậm chí một doanh nghiệp có thể sử dụng 2 nhà cung cấp điện để dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, nếu có thị trường cạnh tranh, nhà cung cấp điện không thể tùy tiện tăng giá bán điện, bởi khi tăng không có lý do chính đáng thì khách hàng sẽ quay lưng vì họ còn có lựa chọn khác nữa. Muốn vừa có lãi vừa giữ được khách hàng, doanh nghiệp buộc phải cải tổ bộ máy sao cho vừa tinh gọn và hiệu quả, đồng thời nghiên cứu đầu tư nguồn cung điện hợp lý để giảm thiểu giá thành đầu tư vào. Ví dụ giá than lên quá cao thì từ bỏ điện than hướng tới năng lượng tái tạo. Câu hỏi là bao giờ ông Tổng Bí Thư mới cho củi Trần Tuấn Anh vào lò đây? Vào năm 2023, EVN tiếp tục báo lỗ 38.000 tỷ để đòi tăng giá điện. Nếu năm 2024 được tăng giá điện thì EVN lại tiếp tục dùng chiêu này để đòi tăng giá điện vào những năm tiếp theo. Và cứ như thế họ moi tiền của người dân cả nước mà không đưa ra được những giải pháp, những lựa chọn để tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm. Hiện nay, củi trong EVN của Bộ Công Thương rất nhiều, và liệu ông Tổng Bí Thư có khui hết được hay không? Nếu khui hết ra thì sẽ có rất nhiều nhân vật lớn phải bị bắt, bởi tiền vét vào được trong dân lâu nay, EVN không rót vào túi quan, thì rót vào túi ai đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo.de với bản tin EVN là túi tham không đáy, 2 lần tăng giá điện vẫn báo lỗ 38.000 tỷ đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo.de. Tổng Liên đoàn Lao động móc túi công nhân, thưởng Tết công nhân rồi lại ép họ văng tiền ra. Liên đoàn Lao động Việt Nam không như công đoàn ở các quốc gia dân chủ. Công đoàn và nghiệp đoàn ở các quốc gia dân chủ là những tổ chức dân sự do dân tự lập ra, tự đặt ra nội quy hoạt động và tự vận động kinh phí, miễn sao không vi phạm pháp luật. Vì thế, công đoàn ở các nước này họ thực sự bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và lao động. Tại Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và là cánh tay nối dài của Đảng. Vì vậy, bản chất của các hình thức hoạt động của liên đoàn này cũng rất cộng sản. Nghĩa là họ hô hào khẩu hiệu để che đậy cho mục đích chính trị và vai trò tay sai. Liên đoàn Lao động tự nhận là bảo vệ quyền lợi công nhân, nhưng thực chất họ thực hiện vai trò tai mắt cho Đảng. Họ quan sát trong tầng lớp lao động, nếu có tụ tập biểu tình, đình công thì báo chí và cho chính quyền để báo và để kéo công nhân, công an tới trấn áp. Không bao giờ liên đoàn lắng nghe ý kiến của công nhân và truyền đạt những ý kiến này lên nhà nước, yêu cầu thực hiện nguyện vọng của công nhân. Công nhân cần mua những bó rau, cân thịt và vỉ trứng để ăn hàng ngày Tết, chứ họ không cần mua hàng trên Shopee và Tiki. Vì liên đoàn nhân danh bảo vệ quyền lợi công nhân nên họ bắt buộc doanh nghiệp phải trích 2% quỹ tiền lương để đóng phí cho họ. Điều này có quy định trong điều 5 Nghị định 191. Nếu tính trên lực lượng lao động trong một đất nước 100 triệu dân thì phí công đoàn là khoản tiền rất lớn. Ngoài số tiền chấn lột của người lao động, Tổng Liên đoàn còn được Đảng chi cho 271 tỷ đồng, theo Nghị định số 105 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Những ngày cận kề, công nhân cần có những đồng tiền thưởng Tết, dù ít ỏi nhưng cũng là niềm an ủi, bởi năm nay kinh tế Việt Nam xuống dốc thê thảm. Ai không mất việc đã là rất may mắn rồi. Năm nào cũng thế, Tổng Liên đoàn Lao động trích tiền thưởng Tết cho công nhân. Số tiền này thực chất là trích từ tiền mà Tổng Liên đoàn Lao động đã thu từ tiền lương của công nhân. Đấy là tiền của công nhân chứ chẳng phải tiền của Tổng Liên đoàn. Tuy nhiên, trên danh nghĩa thì Tổng Liên đoàn Lao động nói là họ tặng quà Tết. Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân ở mức 300.000 đồng mỗi người. Tuy nhiên, lần này Tổng Liên đoàn Lao động lại dở thủ đoạn, cố tình đưa ra thủ tục rườm rà, bắt buộc công nhân phải thực hiện theo để khiến cho các doanh nghiệp và công nhân phải bỏ cuộc. Nếu có người kiên trì vượt qua được hàng rào thủ tục để nhận tiền, thì Tổng Liên đoàn Lao động lại ép phải mở tài khoản mới tại công ty tài chính HD Sài Gòn, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu và hợp tác, rồi công nhân phải dùng 300.000 đồng đó để mua hàng hóa trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee hoặc Tiki. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giờ thủ đoạn bẩn quần cho công nhân nản, không muốn nhận 300.000 nữa. Khi đồng tiền ở trong tay người có trách nhiệm với dân thì chắc chắn họ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho dân tiếp cận và dễ dàng nhận lấy. Tuy nhiên, khi tiền rơi vào tay những kẻ tham lam thì bằng cách này hay cách khác họ sẽ không để nó rơi vào tay của người lao động. Trong trường hợp này, Tổng Liên đoàn Lao động dựng hàng rào, thủ tục để mà chặn tiền không đến được với tay công nhân. Đồng thời, họ kết hợp với công ty HD Sài Gòn, Shopee, Tiki để vét lại những đồng tiền chẳng may vượt rào thủ tục rơi vào tay công nhân. Thực tế, khi nhận được tiền thưởng, người công nhân cần mua thịt, trứng để ăn trong mấy ngày Tết. Đây là nhu cầu thiết yếu của người lao động. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử Shopee và Tiki không bán những thứ này. Vậy thử hỏi, ép công nhân mua những thứ họ không cần thì khác nào ép công nhân phải vứt đi tiền thưởng của họ. Tổng Liên đoàn Lao động ngày một tham lam, họ được sinh ra để làm tay sai cho Đảng, giám sát công nhân, họ ăn trên mồ hôi, nước mắt của người lao động, rồi họ lại còn tìm cách vét trở lại tiền thưởng Tết cho công nhân. Một tổ chức vốn là cánh tay nối dài của Đảng, bị nó bất nhân như thế đấy. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời Báo.de với bản tin Tổng Liên đoàn Lao động móc túi công nhân, thưởng Tết công nhân rồi ép họ văng tiền ra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo.de